ba phần ghề. Địa chỉ là 201 Nguyễn Văn Luôn, phường 11, quận 6. Thời gian bán của chị Út là từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Giá bún riêu thì dạ, hết sớm là nghỉ sớm. Bún riêu canh bún. Đó là một chén huyết. Chén huyết thêm. Huyết thêm là 10.000. Dạ. Cứ khách vô trong đi là có người sẽ vô kêu món nha. Dạ, ví dụ trong đó là có cái menu á, ông bà nào mà mình tới vô phục vụ rất là nhanh luôn, bởi vì 4-5 người luôn á. Bạn có rìu to quá, giò lộ huyết, một tô lụa huyết đậu, một tô đặc biệt ba, rau muống cũng không. Rồi dĩa sao ăn? Khách đang trả không à. Là tô đó cũng 45 hả chú? Dạ. À, khách đang trả không nha. Dạ dạ, làm phiền anh xíu nha. Đứng mình đứng gần ngay chỗ cái nồi á, để cho phù này đã không? Đã không? Dạ rồi cô. Đây là canh bún nha ông bà cô chú anh chị. Canh bún, mì gói, rồi bún xiêu, đặc biệt mì khô trộn tóp mỡ nữa. À, chị có bán mì khô trộn tóp mỡ nữa, bữa nay thêm món đó nữa nha. Em cũng thêm, mì khô quá, em không có làm nữa.
Ủa không làm nữa hả? Đó, em thấy chữ đĩa đặc biệt mì khô trộn tóp mỡ nhưng mà không làm nha ông bà cô chú. Dạ. Dạ, khách đang radio tất bật chị Út cũng như là gia đình chị Út đang làm. Em đọc lại địa chỉ là 204-201 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6. Dạ. À, cái này thịt xét ca. À, khách đang rất là tất bật luôn. Bây giờ là 7 giờ tối nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ là 7 giờ tối. Vô đây hả chú? Bún riêu Út. Bún thì sẽ có rau muống, còn bún riêu thì cũng rau muống luôn, nhưng rau muống bào nha. Bún này, cách đây canh bún là có rau muống. Một tô là no nê nha ông bà cô chú, tô là đàn bà đê. Con nhỏ này ở đâu mẹ ơi? Hai tô canh bún. Gọi này là bún riêu nãy đâu? Ốc dưa huyết thôi. Ốc dưa huyết. Dạ, đây là ốc nè, ốc đó chị làm sẵn xong rồi xào lên á. À, xào lên bún, hết bún rồi.
ta ngồi ở ngoài, ở trong khuôn bàn luôn rồi. Ở ngoài, ngồi ở trong luôn rồi. Sài Gòn thì bây giờ là thời tiết là muốn mưa, buổi tối. Em đang ở đường Nguyễn Văn Luôn, quận 6. Hôm nay là những ngày giữa tháng 7 nha ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Rồi canh bún này là gì đây? Canh bún. Đây canh bún là cái đặc biệt bò, cái gì mà cái đặc biệt ta, một cái đặc phẩm. Cái cảm lấy con đó nha. Lấy vô con đó. Dạ, đây là canh bún. Cắt vô, cắt vô kìa. Dạ. Đó, cắt vô. Người ta là cả gia đình chạy túi bụi luôn á. Cắt vô, ông bà cô chú vô thưởng thức bún riêu rồi canh bún của cô Út miền Tây tại Sài Gòn. Cô Út hay là gọi là cô Út Cà Mau á ông bà cô chú. Mấy chị em chị là Út, thường là bà con miền Tây con Út là gọi là con Út cái cưng không chị, chứ miền Trung con Út là cưng lắm á nha, con Út được cưng lắm á. Anh đây cũng anh trai chị luôn đúng không? Dạ, anh gì? Là anh rể. Anh rể hả? Dạ. Cái đó là của cái mạch về của bệnh đó. Đó, đó, đó. Đó rồi, ba nó làm nè. Để bỏ ra đó, bỏ luôn, bỏ luôn. Đó, làm nè. Một xíu đi. Dạ, mưa lâm râm. Cái này là cái con cái này á là sắc không cua bình thường nha. Vậy hồi nãy con thấy có cái khen của ông cho con mượn cái khen của ông qua địa chỉ. Căn lao không gì? Không, cái khen có địa chỉ nha, có địa chỉ nha. Dạ. Rồi, đợi em cái, chị đợi em cái. Dạ đây ở gần gần đây thì chị Út có ship nữa. Ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nào mình muốn đến không được thì cứ gọi điện cho chị Út nha. Ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Bởi vì tại sao thường xuyên em nói địa chỉ là bởi vì rất nhiều ông bà, cô chú lớn tuổi á. Trong video thì em cũng có để cái địa chỉ dưới phần mô tả, nhưng mà ông bà không để ý á, thì em quay để cho nhiều ông bà cô chú biết hơn. Dạ đây. Dạ. Rồi cái này là gì mẹ? Tô này nạm sát không cua. Cá không cua. Rồi nói gì em? Nồi bún riêu nóng hổi thơm phức luôn á, thơm nưng, thơm lưng luôn á. Có gì đây? Cái này còn bún riêu, rau luộc.
ở quận 6 đây là một trong những cái địa điểm về bún riêu cũng ông bà cô chú nên đến để thưởng thức và cảm nhận dạ, bún riêu canh bún. Thì ghé Sài Gòn dạ. Rồi xong rồi về cái gì đó hỏi chị ơi, đó. Rồi, hai đồ có 4 đi đâu rồi. Còn nghe. Chị quý. Này không quý. Hai cái nha. Cho em bốn ngàn đi chị Cẩm ơi. Khách trong nhà ngồi chờ, khách ở ngoài đứng chờ. Chịu. Cứ như là gia đình phục vụ ông bà cô chú. Hai chị này. Một phần giò đem về. Khách đang vô tập bật chờ. Ở ngoài thì có anh giữ xe. Có lớn rồi mẹ. Quay luôn hả? Dạ. Cuộc sống Sài Gòn TV á chia sẻ những hình ảnh về mới nhất về bún riêu Út đến cho quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Nếu có dịp đi ngang qua khu vực đường Nguyễn Văn Luôn quận 6 nè, có hướng gần chỗ metro quận 6 đó ông bà cô chú anh chị và các bạn, thì mình có thể là mình vào mỗi buổi sáng tầm khoảng là 10 giờ cho đến 10 giờ sáng cho đến 10 giờ tối nha ông bà cô chú anh chị và các bạn, để mình có thể là mình thưởng thức. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị và các bạn trong các cái video tiếp theo của em về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Bye bye. Rồi em cảm ơn chị Út luôn nha. Rồi.